cầu nguyện theo tôi, nói lời ăn năn với Chúa, lạy Chúa. Không, lặp lại theo tôi này, lạy Chúa. Con biết con là kẻ có tội, con biết con không cứu được con, nhưng con biết rằng Chúa yêu con. Bởi cớ đó, Chúa Giêsu đã đến thế gian, chết thế cho con, đổ huyết ra, rửa sạch tội con. Ngày hôm nay con tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa. Con tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ kẻ chết. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu. Giêsu Christ. Amen. Amen. Rồi. Chúc mừng chị nhé. Chị ngôn tất cả tội lỗi của chị từ quá khứ không cần biết nạp cỡ nào. Chúa đã tha rồi nhé. Bên chị ghi tờ giấy trắng trước mặt Chúa. Không có tội lỗi nào nhé. Làm việc chị đau thì không về. Chị nói đi. Có ngủ không được? Có thể mất ngủ không gì nữa không? Không có gì chân mất. Có đau nhức không về không? Chân tay mình mẩy. Không có nhức nhất. Dạ, ok. Dạ. Người ta đi con thấy mình sức dầu cho chị mong. Để chị đặt lại này, nhân danh Chúa Giêsu. Tao cứ từ của trách và đuổi đi. Ta linh gây mất ngủ. Hút ra khỏi tao. Đi xuống một sâu. Làm nơi Chúa Giêsu, làm nơi Chúa Giêsu, Chúa Giêsu lệnh cho chúng mày để tới, phải tới. Amen. Amen. Rồi lạy Chúa. Lạy Chúa. Xin Chúa bước vào. Chiếm trọn vẹn con. Cả linh hồn xác. Cả linh hồn xác. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện. Con cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu. Nhân danh Chúa. Giêsu. Kitô. Amen. Nói thế dễ hơn. Nhiều khi nói khó. Yeah. Danh Chúa thì nhắn ta luôn gây chứng mất ngủ. Yeah. Đi ra khỏi chữ môn của chúng ta. Đi hoàn toàn. Sâu vào đây của chúng ta. Amen. Nói amen đi. Amen. Đêm nay chị sẽ ngủ như bây giờ. Chị đặt lưng xuống đấy chị ngủ. Dạ, đặt lưng xuống thì ngủ. Dạ, bây giờ chị đi về đấy. Về, tôi đây chị về, em đặt lưng là mấy giờ? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Không có chắp tay, cảm ơn Chúa Giêsu thôi. Amen. Rồi. Rồi, chị còn muốn tươi cầu nguyện gì cho chị? Dạ, cầu nguyện có cái ngủ được nha. Rồi, chứ dạ. Không cần gì khác nha. Dạ. Ồ, thế chứ. Có cái chân đi thì... Sao mà để dành? Hồi đó cái vợ hồi nhỏ bị bệnh rồi cái... Dạ. Có đau đớn gì không? Dạ, không có đau mà sao có mới 2-3 bữa nay sao có cái ngay đây nó hơi bầm bầm. Nhưng có nhức không? Nó không nhức, cái lấy dầu con thang rồi như bóp vậy thì nó hơi đau đau. Đang đau? Hơi đau. Trong danh Chúa Giêsu thì Nazareth ra lệnh sự đau đớn tan biến. Amen. Amen. Kiểm tra xem còn đau, bóp xem còn đau. Cũng còn hơi. Bớt không? 10 điểm được mấy điểm rồi? Dạ, nó cũng hơi đau gì đó. Hơi nhưng mà nó có bớt gì? Dạ. Được bao nhiêu phần trăm rồi? Bây giờ thì nó cũng còn hơi dạ. Hơi rồi. Dạ. Trong danh Chúa Giêsu thì đã ra lệnh cái sự hơi này. Dạ. Tan biến. Amen. Dạ. Mời amen. Amen. Kiểm tra lại hết đau chưa? Dạ, nó bớt rồi ạ. 10 điểm được mấy điểm? Dạ, chắc cũng được 2-3 điểm mà còn hơi dạ. Còn một chút còn 2-3 điểm nữa thì dạ. Danh Chúa Giêsu nghe ta không chấp nhận 2-3 điểm này. Đi hoàn toàn. Amen. Amen. Giờ xem nào. Amen. Giờ xong hết đau chưa? Hết. Hết chưa? Sao cười tươi vậy, hết chưa? Dạ. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn. Hallelujah, Chúa. Hết đau. Hallelujah. Dạ. Hallelujah. Cảm ơn Chúa hết đau. Rồi, cảm ơn Chúa. Dạ. Dạ.